Hello, xin chào các bác, chào các bác đến kênh thì vân khổ chính hãng của Sashimi Authentic Hôm nay thì em giao cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ nhà xuất Seiko Một chiếc thuộc dòng Seiko Precept với mã sản phẩm là SRW0, SRX047 các bác nhé à, Đây là một chiếc thiết kế mặt số được làm dạng theo vân mặt vân stick, vân gỗ Và có mặt số màu xanh ngọc, một màu sắc rất rất hiếm khi mà anh em bắt gặp Ở trên chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu của à, nhà Seiko Đặc biệt là những chiếc đồng hồ đến từ dòng phẩm Seiko Precept sử dụng máy 6R À, sự phần mặt số được làm vân stick vân gỗ chúng ta mặt mặt số đang được rất nhiều anh em thích của cái dòng sản phẩm Omega ra lừng danh ở trên thế giới à, thiết kế càng gãy và đúng chỉnh đánh đá là những option rất là hay về thiết kế và thời điểm tại thì rất khó bắt gặp những chiếc đồng hồ Seiko à, dòng Seiko Precept mới mà có chữ thiết kế như thế này em này thì độ mới các bác không toàn tâm con này độ mới rất là cao và khi mà anh em mua về thì sử dụng khá là thoải mái Trước khi đánh cơm trước đồ trong video ngày hôm nay, sẽ mong anh em dành một chút thời gian còn một hai giây thôi với nút đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới YouTube sẽ có thông báo cho anh em. Từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào về cung cấp nhé. Không mất nhiều thời gian để anh em nữa, chúng ta kỹ hơn với chiếc Seiko Precept SRW 047 trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc SRX 047 hôm nay tự bác là một chiếc hàng qua sử dụng. Tuy nhiên về độ mới với chiếc đồ này thì các bác hoàn toàn yên tâm. Như nó nói thì con đồng hồ này có độ mới lên đến khoảng tầm hơn 95% Hộp sổ thẻ đầy đủ cho các bác. Thân vỏ bên ngoài chúng ta sẽ làm một chất liệu thép không gỉ 36L, mặt số thì ta được làm mặt vân gít, vân stick, vân gỗ này anh em như thế này và sẽ được làm với tông màu xanh ngọc. Cái màu xanh ngọc này thì em quay trong video này do xử lý của của máy quay cho nên là nó cảm giác nó sẽ giống là mặt xanh dương nhưng bên ngoài là mặt màu xanh ngọc rất đẹp và độc đáo các bác nhá. Đúng chỉnh đính đá này, càng gãy này. Và dây chúng ta sẽ làm một chất liệu là dây da cá sấu và được làm màu nâu. Ở đây chúng ta sẽ là dây mắt tre và khóa chiếc khóa bướm trong gặp trong gãy dây của logo Seiko trên thân khóa và anh em thấy khóa nó đang còn có xiều đây. Đấy sau máy giúp anh em quan sát chuyển động máy bên trong. Đó là những cái thông tin cơ bản về chiếc đồng này khi mà anh em cầm trên tay. À chiếc này nếu mà cầm trên tay và đeo vào tay ấy, thì cảm giác về trọng lượng của anh em này mức rất là vừa phải, không quá nặng tay đâu. Đấy, anh em đeo rất là thoải mái. À, cái trọng lượng của chiếc đồng này rất tuyệt vời. Hơn nữa đây là một chiếc đồng hồ sử dụng dây da cho nên là đeo lên tay rất là gọn gàng, hơi là nhẹ nhàng với hướng một chút đóng khá là tự sinh. Thiết kế đẹp, mặt số được làm một tông màu mới lạ, độc đáo nếu mà so với chiếc đồng hồ Seiko Presage sử dụng máy 6R khác và mặt vân tích vân gỗ này thì khi mà anh em sử dụng thời gian lâu sẽ không nó bị nhàm chán như là mặt vân trơn đúng chỉnh đính đá anh em nhá càng trên dưới càng gãy này cạnh bên là sẽ được làm với lại thiết kế càng hơi cong vào đó à, đội em này thì hoàn thiết kế đẹp không có gì để mà nói rồi đó, màu sắc rất là đẹp này hoàn thiện cực kỳ tốt luôn ở thiết kế nhẹ nhàng tinh tế ba kỳ một, một lịch hoàn thiện sắc nét các thông tin hiển thị cực kỳ dễ nhìn À, size mặt cam này nó rơi vào tầm khoảng sai mặt là 40 mm và độ dài một số khoảng 12. Thế cho nên là để mà đeo đẹp trước này thì tay anh em khoảng tầm từ 15.5 em nghĩ có thể đeo rất ổn trước này trên cổ tay thôi. Và phải nói đây là một con hồ rất đẹp và rất đáng chơi. À, chiếc này thì hiện tại bên em đang giao lưu các bác với mức giá cũng rất là tốt chỉ là 11 triệu 500 thôi các nhé và cái mức giá 11 triệu 500 này thì nếu mà anh em mua hàng mới tại store thì chúng ta chỉ có thể mua từ những bộ máy 4R thậm chí là bộ máy 4R cơ bản nhất chứ chưa nghĩ nói đến cái bộ máy 4R cao cấp và hoặc đặc biệt là những máy 6R để anh em không bao giờ đụng vào được ở với tầm phân khúc giá như này. Đó, ở này chiếc này sử dụng máy 6R15, thiết kế đẹp này. nó sắc nét, độ mới còn rất là cao, hộp sổ thẻ đầy đủ. Thậm chí cái mức giá 11 triệu 500 này là phải nói là một mức giá cực kỳ dễ chịu cho chiếc SRX 047 này. Nếu mà dùng kỹ hơn mặt số thì anh em nhìn thấy cái vân mặt ở chúng ta thì vân stick đó, nhìn rất là rõ rệt các bác nhá. Và phải nói lên màu rất là ổn. hơi tiếc một chút thì nó không lên hẳn được cái màu xanh ngọc như bên ngoài nhưng mà nó màu xanh như này thì rất là bắt mắt rồi. đó. À, thiết kế thì chúng ta sẽ có góc 3 giờ, chúng ta sẽ có một cái lịch ngày và cái nền lịch màu trắng này cực kỳ dễ nhìn. góc 12 giờ chúng ta có logo Seiko. về dưới góc 6 giờ dòng chữ Automatic của bộ máy cơ tự động lên cót. dưới góc 7 và 6 giờ chúng ta sẽ dùng chữ Japan. đây là một chiếc sản xuất và ráp tại Nhật mã máy 6 r 15 và bên này chúng ta có mã và mặt số. À, cọc số chiếc đầu này chúng ta sẽ làm dạng cọc số vạch và được làm thiết kế dạng thanh mảnh gọn với góc 12 giờ cọc vạch đôi còn số lại cọc vạch đôi bình thường nối liền các cọc số lại với nhau là vành antorim và phút được làm với tông mặt màu trắng Đấy. và anh em thấy là màu trắng trên cái nền mặt màu xanh ngọc này thì cực kỳ dễ nhìn rồi bộ ba kim thị chúng ta kim dây thanh mảnh trơn vật mà đây là thiết kế quan thuộc của đồng hồ cơ kim giờ và kim phút được làm dạng kim thon dài vuốt nhọn ở đầu kim và sẽ được làm một thép ba cả ba kim này anh em nhé kính cảm này sẽ là kính sapphire khô chống chống sức các bác hoàn toàn yên tâm trong trình sử dụng sẽ không lo kính chúng ta gặp bất kỳ vấn đề gì à, nhưng bên rồi bên ngoài chúng ta sẽ được hoàn thiện với phê bóng và độ mới cũng còn rất là tốt một vài vết sức phải lông mèo siêu nhẹ nhưng mà không ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan của đồng hồ không bị cấn mốc và không bị sức to Đấy. càng bên trên được làm dạng càng gái rất là khỏe khoắn và nam tính kế càng thì thời điểm hiện tại rất ít mẫu đồng hồ Seiko mới ra có thiết kế càng này các bác nhé mới mới còn rất tốt đây cạnh bên này chúng ta sẽ thấy cái cạnh bên độ mới còn rất tốt có một vài phần sức nhẹ thôi đó kể cả phần đánh về bóng này thì cái càng nó hơi cong vào anh em thấy nó chúng ta khi mà đeo tay nó sẽ ôm tay hơn bên đúng chỉnh này chúng ta có đúng chỉnh đính đá và một viên đá được làm màu đen đó đúng cũng rất là đẹp rất là bắt mắt anh em độ mới rất tốt nhá dây chúng ta đi kèm là dây da cá sấu được làm màu nâu và anh em thấy dây này độ mới còn rất là ổn các cái lỗ cài dây nó còn tương đối tốt không bị loét nhiều và đây chúng ta dây còn khá là bóng bẩy thiết kế cả dây bên này tương tự này khóa bơm chống gập trường cái dây logo Seiko và phần khóa này chúng ta cũng có một vài vết sức nhẹ thôi không bị sức nhiều đó và cái khóa nó đang có độ mới rất là tốt nói chung về cơ bản về ngoại hình của chiếc đồ này thì anh em sử dụng thì rất là thoải mái yên tâm không lo lắng về cái độ mới còn này và anh em mua về thoải mái đeo không vấn đề gì cả à, về kích thước thì chúng ta sẽ có sai mặt của em này nếu mà chúng ta đo không tính đúng thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 40 mm và độ dài mặt số của em này chúng ta sẽ có là 11,2 lắc tô lắc của chiếc này 46,6 nó cái thông tin thiết kế kích thước rất là đẹp tay của anh em chỉ còn khoảng, khoảng tầm từ 15.5 là em nghĩ có thể đeo đẹp chiếc này với cái càng khoảng tầm gần 47 đối với độ tay của em là 15.8 anh em thấy khi mà em đeo chiếc này trên tay thì rất là vừa bạn đấy không quá dài nhá độ dài hơn 11 thì rất là nó tuyệt vời rồi Đó, anh em thấy đeo lên tay rất là gọn gàng và cái màu sắc cũng rất là bắt mắt nữa anh em mà thích cái màu sắc độc lạ mới thì chúng ta lựa chọn chiếc đồng hồ này hoặc là phong thủy một chút này màu xanh ngọc lục bảo nó bao giờ nó mang ra rất là nhiều may mắn đấy cho người chủ sở hữu đấy cho nên là anh em lựa chọn đeo cái màu này lên tay rất là tuyệt vời đấy về mặt sau đồng hồ chúng ta thiết kế đáy hở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong trên con vang này thì anh em sẽ nhìn thấy chúng ta có logo Seiko của máy 6R 15D 23 chân kính tần số động là 21.600 thì có 50 giờ à, bộ máy in được Seiko sản xuất lắp ráp tại Nhật logo Seiko và Seiko Tamcoop À, bộ máy đáy máy bên này chúng ta sẽ đánh bóng toàn bộ mà, mà làm một thép nha anh em nhé ta logo Zeco bước trong nước 13 tương đương 100m kính sapphire thân vỏ làm thép không kỳ, mã máy 6R15 mã phần cây spec chúc mừng là chân anti thì chống từ make Japan sản xuất và tại Nhật máy 6R15 thì về thiết kế design cũng khá là ổn à, bộ máy 6R15 thì phải nói là đây là bộ máy hoạt động rất là cho bò mượt mà ít lỡ vặt nó thậm chí là máy nó không quá là nhiều chức năng cầu kỳ cho nên là cũng không có lỗi gì mấy để mà hỏng cả đầy đủ chức năng nó có tự động nó có bằng tay dừng kim dây chỉnh giờ anh em mở thai nó chỉnh giờ kim dây dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chỉ xác từng dây đồng hồ có lịch ngày anh em vặn góc 12 giờ nó không nhảy lịch thì đây đang giờ buổi chiều tối và đây chúng ta sẽ có 6 giờ chiều này đóng lại kim dây chạy bình thường chỉ ngay ngày anh em mở cái núm ra một đất bạn suy theo chiều kim hồ chúng ta sẽ chỉnh lịch ngày sau chỉnh giờ lịch ngày sau thì anh em giờ đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh và núm nước vào mức trong nước của dòng sản phẩm này là 100m thì có động thường ngày anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái lưu ý với anh em không mang hồn ra đi bơi tắm tắm lạnh và tắm sông hơi nhá với mức giá bán 11 triệu 500 nếu anh em mà thích chiều này có thể đơn hàng với bên em thông qua số điện thoại em để phím trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đề hết dưới phần mô tả của video khi anh em gọi điện có tin em sẽ bắn kỹ hơn để anh em về chiếc đồng này đồng hồ này nhá cảm ơn em rất nhiều theo dõi bên này của bên em xin chào và hẹn lại anh em ở những gia đồng hồ tiếp theo